Nến, chào các em học sinh khối 7. Cô xin tự giới thiệu. Cô tên là Võ Thị Thiên Lý, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Lê Lợi. Cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các em trong chủ đề các ngành xuân của bộ môn sinh học lớp 7 tuần 6 ở tiết 2. Ở buổi học trước, các em đã tìm hiểu chủ đề ngành xuân dẹp. Trong buổi học ngày hôm nay, thầy và trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề kế tiếp, ngành dương tròn. Ngành dương tròn khác với dương dẹp ở chỗ, tiết diện ngang, cơ thể tròn, bắt đầu có khoang cơ thể chưa chính thức và ống tiêu hóa phân hóa. Chúng sống trong nước, đất ẩm, ký sinh ở cơ thể động thực vật và người. Để hiểu thêm về ngành dương tròn, cô mời các em tìm hiểu một đại diện ở bài 13, xương đũa. Trong bài học này có các nội dung như sau. Phần 1, ta tìm hiểu về cấu tạo ngoài của xương đũa. Phần 2, ta tiếp tục tìm hiểu về cấu tạo trong và cách di chuyển. Phần 3, chúng ta tìm hiểu về dinh dưỡng. Phần 4 là sinh sản. Trước khi vào bài học, chúng ta có một vài lưu ý cần chuẩn bị: dụng cụ học tập, sách giáo khoa sinh học 7, vở ghi sinh học, bút viết, thước kẻ. Và lưu ý khi xuất hiện biểu tượng bàn tay cầm viết, đây là nội dung các em cần ghi vào vở. Các em có thể sử dụng nút dừng màn hình để có thể dễ dàng ghi bài. Vì sao có cái tên là dương đũa? Để trả lời cho câu hỏi này, cô mời các em cùng tìm hiểu ở phần 1 La mã, cấu tạo ngoài. Quan sát hình, đọc thông tin sách giáo khoa 1.1 La mã. Em hãy nêu hình dạng ngoài của sinh đũa. A. Sinh đũa hình ống, dài bằng chiếc đũa, và vì vậy, nó có cái tên là dương đũa đó các em à. Dương đũa phân tính có dương đực và dương cái. Em hãy so sánh hình dạng bên ngoài của dương đực và dương cái. A. Con đực nhỏ, ngắn, đuôi cong. Con cái to, dài. Quá trình tiêu hóa thức ăn ở người bắt đầu từ khoang miệng. Răng nhai thức ăn, tuyến nước bọt có chức năng làm mềm thức ăn và phân giải tinh bột thành đường. Đầu lưỡi có nhiệm vụ khống chế thức ăn trong miệng, biến nó thành khối nhỏ để nuốt dễ dàng hơn. Từ miệng, thức ăn được đi qua họng, xuống phần thực quản và dạ dày. Tại đây, thức ăn được nhào đều với axit và enzyme do niêm mạc dạ dày tiết ra. Khi thức ăn chuyển hóa thành dạng hồ nhão trong dạ dày, sẽ được đi qua môn vị xuống đến tá tràng là phần đầu của ruột non. Thức ăn khi đến ruột non của người phải thông qua hệ thống tiêu hóa nghiêm ngặt. Vậy, bằng cách nào xương đũa có thể tồn tại và phát triển được trong ruột non của người? À, các em đã dự đoán đúng rồi đó, nhờ lớp vỏ cuticle bọc bên ngoài. Vậy, vỏ cuticle bọc ngoài có tác dụng gì? À, chúng ta khẳng định giúp xương đũa không bị tiêu hủy bởi các enzyme trong ruột non. Đây là nội dung các em cần phải ghi nhớ. Các em có thể bấm nút dừng màn hình để ghi nội dung này vào vở nha. Quan sát hình dưới đây, em hãy dự đoán các bộ phận của xương đũa cái. À, ở xương đực và xương cái đều có những điểm giống nhau. Miệng, hầu, ruột, hậu môn. Ở sinh cái có ống dẫn trứng,
trứng. Như vậy, ở giun đực và giun cái có cấu tạo trong khác nhau ở tuyến sinh dục. Để hiểu rõ hơn về cấu tạo trong của giun đũa, cô mời các em xem phần 2 La Mã, cấu tạo trong và di chuyển. Quan sát hình 13.2, đọc thông tin sách giáo khoa 1-2 La Mã, em hãy cho biết. Cấu tạo trong của giun đũa đực và cái có gì khác nhau? À, giun đực có ống dẫn tinh, giun cái có ống dẫn trứng. Khoang cơ thể của giun đũa chứa những gì? Trong khoang cơ thể có ống tiêu hóa, bắt đầu từ lỗ miệng và kết thúc ở lỗ hậu môn. Và tuyến sinh dục thì có ống dẫn trứng ở con cái và ống dẫn tinh ở con đực. Mời các em quan sát hình. Tá tràng là vị trí mà mật và tụy đổ dịch mật và dịch tụy vào ruột non. Cùng với dịch ruột giúp thực hiện tiếp quá trình tiêu hóa và phân giải thức ăn. Thức ăn sau khi được phân giải sẽ được hấp thụ qua niêm mạc ruột non đưa vào hệ bạch huyết. Thông qua hình ảnh túi mật, em hãy dự đoán nhờ đặc điểm nào mà giun đũa có thể chui vào ống mật. Hậu quả gây ra sẽ như thế nào đối với con người? À, nhờ đầu giun nhọn và nhiều giun con có kích thước nhỏ nên chui được vào ống dẫn. Hậu quả là gây đau bụng dữ dội, rối loạn tiêu hóa do tắc ống mật. Cũng dựa vào đó, giáo sư Tôn Thất Tùng trong Đường vào khoa học của tôi cho rằng nhờ con giun bẩn thỉu, tức giun đũa, đã giúp ông khám phá ra nhiều bí ẩn của bệnh nhiệt đới. Cụ thể, giun đũa chui vào ký sinh trong mạch máu gan đã giúp ông mô tả và vẽ lại hệ mạch máu ở gan, từ đó phát minh ra phương pháp mổ gan khô. Để có thể hình dung được hình ảnh giun đũa sống trong ruột non người và di chuyển như thế nào, cô mời các em xem clip sau. Qua hình ảnh ta thấy giun đũa chỉ có cơ dọc phát triển, sống trong môi trường chật hẹp nên di chuyển có hạn chế, chủ yếu là chui rút. Đây là nội dung các em cần ghi chú vào trong tập. Các em có thể bấm nút dừng màn hình để ghi nội dung vào vở nhé. Với lối sống ký sinh thì kiểu dinh dưỡng của giun đũa có đặc điểm gì để thích nghi? Cô mời các em sang phần 3. Dinh dưỡng. Thức ăn di chuyển như thế nào trong hệ tiêu hóa của giun đũa? Mời các em quan sát hình 13.2. Vậy, thức ăn đi một chiều từ miệng xuống ruột thẳng và ra ngoài qua hậu môn. Hầu phát triển giúp cho giun đũa hút thức ăn nhanh và nhiều. Với kiểu dinh dưỡng này thì ở giun đũa khiến nó tiêu hóa thức ăn nhanh hơn. Thức ăn khi vào ruột của giun đũa sẽ vừa tiêu hóa vừa nuôi cơ thể. Như vậy, ruột dạng thẳng thì tốc độ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn so với hệ thống ruột phân nhánh. Đây là nội dung các em cần phải ghi chú vào trong tập. Các em có thể bấm nút dừng màn hình để ghi vào trong tập nhé. Giun cái dài và mập hơn giun đực
Điều này có ý nghĩa sinh học gì? A. Kích thước con cái thường to hơn so với con đực, có ý nghĩa trong sinh sản vì chúng sinh sản rất nhiều. Để hiểu rõ hơn, cô mời các em sang phần 4 La Mã sinh sản. Đầu tiên, ta sẽ tìm hiểu về cơ quan sinh dục của sinh đực và sinh cái. Em hãy nêu đặc điểm cơ quan sinh dục ở con đực và con cái dựa vào quan sát hình trên. A. Sinh đủ phân tính cơ quan sinh dục dạng ống, con đực một ống, con cái hai ống, thụ tinh trong và đẻ rất nhiều trứng. Con cái đẻ số lượng trứng rất lớn, có thể lẫn vào trong phân người khoảng 200.000 trứng một ngày. Vòng đời của giun đũa diễn ra như thế nào? Quan sát tranh, em hãy trình bày vòng đời của giun đũa. Vòng đời của giun đũa có thể được mô tả như sau. Trứng giun theo phân ra ngoài, gặp ống và thoáng khí sẽ phát triển thành dạng ấu trùng trong trứng. Người ăn phải trứng giun qua rau sống, quả tươi, đến ruột non lần thứ nhất, thành ấu trùng chui ra vào máu, đi qua tim, gan, phổi, rồi về lại ruột non lần thứ hai, mới chính thức ký sinh ở đấy và phát triển thành giun đũa trưởng thành. Đây là nội dung các em cần ghi vào tập. Sau đây, cô xin giới thiệu một số hình ảnh khi người bị nhiễm giun đũa. Giun đũa chiếm một phần thức ăn của người, làm cho người bệnh thiếu dinh dưỡng, gầy yếu. Ngoài ra, giun còn gây rối loạn tiêu hóa, tắc ống mật, tắc ruột. Có nhiều giun đũa ký sinh sẽ phát tán lên ống mật, gan, chui vào ống tụy, ruột thừa hoặc tụ lại gây tắc ruột, có trường hợp gây thủng ruột, viêm phúc mạc. Chúng ta có thể bị nhiễm giun qua những con đường nào? Việt Nam với khí hậu nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho sự phát triển của giun đũa. Ở những vùng điều kiện vệ sinh kém, phân người thải trực tiếp ra đất hoặc được dùng làm phân bón. Khi đó, trứng giun đũa trong phân sẽ tồn tại và phát triển trong đất, trên bề mặt rau quả. Con người có thể bị nhiễm giun đũa khi tay tiếp xúc với đất bẩn rồi đưa lên miệng. Trẻ em hay chơi đùa trên mặt đất bẩn, sử dụng rau quả chưa được rửa sạch. Tại sao cần rửa tay trước khi ăn và không ăn rau quả chưa rửa sạch, không uống nước lã? Việc rửa tay trước khi ăn và không ăn rau quả chưa rửa sạch là để ngăn chặn con đường xâm nhập của giun vào trong cơ thể, bởi chúng xâm nhập vào cơ thể qua đường thức ăn dưới dạng ấu trùng trong trứng. Để có cách phòng chống các bệnh về giun sán có hiệu quả, chúng ta cần phân nhóm có nguy cơ nhiễm cao. Nhóm có nguy cơ nhiễm cao bao gồm trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học, phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ. Và cách phòng chống, chúng ta nên uống thuốc tẩy giun định kỳ, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh cá nhân, các móng tay, móng chân ngắn sạch, thực hiện ăn chín uống sôi, rau sống cần rửa sạch trước khi ăn, đi giày dép găng tay khi tiếp xúc với đất ẩm, vệ sinh môi trường xung quanh. Tại sao y học khuyên mỗi người nên tẩy giun từ 1 đến 2 lần trong một năm? Tẩy giun định kỳ để diệt giun đũa, hạn chế số lượng trứng. Để hệ thống nội dung đã học, cô mời các em quan sát sơ đồ tư duy. Để khắc sâu hơn kiến thức, cô mời các em làm bài tập củng cố sau. 1. Cấu tạo ngoài của giun đũa như thế nào? A. Giun đũa có lớp vỏ cutin bục ngoài luôn căng tròn. B. Giun cái to, dài, giun đực nhỏ, ngắn, đuôi cong. C. Giun đũa dài khoảng 25 cm. D.
xương đũa dài khoảng 25 cm, có lớp vỏ cuticle bọc ngoài luôn căng tròn, xương cái to, dài, xương đực nhỏ, ngắn, đuôi cong. Và đáp án là câu D. Câu số 2. Nơi ký sinh của xương đũa là A. ruột thẳng, B. ruột non, C. tá tràng, D. ruột già. Và đáp án là B. ruột non. 3. Cơ thể xương đũa có hình gì? A. hình ống, B. hình lá, C. hình dải, D. hình bản dẹt. Đáp án là hình ống. Xương đũa ký sinh trong ruột người gây ra những tác hại nào? A. gây tắc ruột, tắc ống mật. B. xương đũa lấy chất dinh dưỡng của người. C. sinh ra độc tố. D. xương đũa lấy chất dinh dưỡng của người, sinh ra độc tố, gây tắc ruột, tắc ống mật. Và đáp án là D. Xin chúc mừng các em có câu trả lời đúng. Bài học chúng ta hôm nay đã hết rồi. Về nhà, các em nhớ ghi bài đầy đủ và học bài, trả lời các câu hỏi cuối bài, chuẩn bị trước bài mới, bài 14, một số sinh tròn khác và đặc điểm chung của ngành sinh tròn. Cô xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các em. Xin chào và hẹn gặp lại.